Bộ Công an vừa đề xuất tăng mức xử phạt đối với người đi xe đạp, xe đạp điện có vi phạm nồng độ cồn, bắt đầu từ năm 2025. Cụ thể, người điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 50 mg trên 100 ml máu hoặc chưa vượt quá 0,25 mg trên 1 lít khí thở thì sẽ bị phạt từ 100 đến 200.000 đồng. Nếu nồng độ cồn vượt quá 50 mg đến 80 mg trên 100 ml máu hoặc vượt quá 0,25 mg đến 0,4 mg trên 1 lít khí thở thì sẽ bị phạt từ 300 đến 400.000 đồng. Nếu nồng độ cồn vượt quá 80 mg trên 100 ml máu hoặc vượt quá 0,4 mg trên 1 lít khí thở thì sẽ bị phạt từ 400 đến 600.000 đồng ngoài nội dung trên bộ công an cũng đề xuất giữ nguyên các mức phạt tiền vi phạm nồng độ cồn ngưỡng thấp nhất với tài xế xe máy xe máy chuyên dùng